Chào các bạn, sau khi chia sẻ một số thủ thuật về iOS thì mình có nhận được câu hỏi, giọng đọc tiếng Anh trong video ở đâu ra, làm sao để cài. Mình thấy đây là một cái câu hỏi khá hay và thật ra là mình cũng từng hỏi như vậy, cho nên hôm nay mình làm video chia sẻ một chút về cái giọng đọc này. Bạn nào quan tâm thì mời cùng theo dõi với mình. Đó chính là cái giọng đọc này nè các bạn. <laughs> mình sẽ giảm tốc độ lại cho các bạn dễ nghe hơn. 75%, 70%, 65%, 60%, 55%. đây chính là giọng này một cái giọng đọc không có gì xa lạ với chúng ta là giọng eloquence giọng này thì đã làm mưa làm gió từ khi mình sử dụng máy vi tính với phần mềm jaws sau này là NVDA và dùng những cái điện thoại nokia với phần mềm Nuance Talk rồi trình đọc màn hình windows eyes và còn nhiều cái nữa mà ngay lúc này mình không nhớ ra được thì thật ra các bạn đây là giọng có sẵn trên máy nhưng mà do các bạn chưa biết nó ở đâu để bật lên thôi Bạn nào mà dùng iOS 16 trở lên là giọng này sẽ có sẵn trên máy Về lý thuyết thì nói lâm na là từ iPhone 8 trở lên sẽ có giọng này nếu bạn cập nhật iOS 16 Điều này thì nhờ bạn nào đang dùng iPhone 8 chẳng hạn kiểm tra thử và để lại bình luận cho mình cũng như là những bạn quan tâm biết với nha Bây giờ mình sẽ chuyển qua giọng đọc mặc định của iPhone là giọng Cementer và chia sẻ cho các bạn cách để bật cái giọng eloquence này lên. Dark settings. Two new items. Đó đây chính là giọng eloquence, nhưng mà mình sẽ đổi qua giọng Samantha và hướng dẫn các bạn cách bật giọng eloquence lên. Samantha, English. US, Samantha. Samantha enhanced using 106 selected. Samantha enhanced using 100 doc settings. Bây giờ thì mình đã đổi được giọng đọc của voice over trở về giọng mặc định là giọng Samantha. Giọng này đây các bạn. 32 Để mà đổi qua cái dòng đọc Eloquence thì mình nghĩ là trước tiên bạn nên để máy ở giao diện tiếng Anh Còn mình thì do là cái thói quen hàng ngày vẫn dùng cái máy này trên giao diện tiếng Anh nên là mình sẵn có giao diện tiếng Anh rồi Bạn nào chưa biết đổi thì có thể vào cài đặt vào cài đặt chung, vào ngôn ngữ và khu vực gì đó rồi mình chọn lại là English sau khi đổi giao diện xong thì các bạn sẽ vào settings tức là cài đặt đó. Doc, settings, two new items. Mình sẽ gõ hai lần bằng một ngón tay để mở settings. Settings. Sau đó bạn tìm và chạm tay vào mục accessibility tức là trợ năng á. Accessibility button. Vision heading. Sau khi chạm vào Accessibility rồi, mình sẽ chạm vào Voice Over. Vision, heading, voice over, on, button. Voice over speaks items on the screen. Tiếp theo, bạn sẽ chạm vào mục Speech, tức là tiếng nói đó. Speech, button. Voice, Samantha, button. Ở đây, ngay mục đầu tiên luôn là Voice, Samantha, có nghĩa là cái giọng mặc định mà máy mình đang chọn là Samantha, là cái giọng các bạn nghe nãy giờ đó. Giọng nghe rất là quý phái ha thì mình sẽ bấm vào cái chỗ voice này luôn, tức là cái mục voice này nó thông báo cho mình biết cái giọng mặc định là giọng Samantha. Bây giờ mình bấm vào đây để mình thay đổi thì cũng gõ hai lần bằng một ngón tay. Selected English Australia heading. Sau đó để cho nó nhanh á thì các bạn sẽ xoay hai ngón tay trên màn hình, tức là xoay cái rotor đến cái phần heading để mình điều hướng bằng tiêu đề cho nó nhanh. Characters, words, speaking rate, volume, set language, screen recognition headings. Rồi, heading ha. Sau đó các bạn dùng một ngón tay vuốt từ dưới lên hoặc từ trên xuống đến khi nghe đọc là English US. English India heading. Đó, à, này không phải, này là English India là tiếng Ấn Độ. English Ireland heading. English Scotland UK heading. English South Africa heading. English UK heading. English US heading. Đây là giọng English US tức là tiếng Anh Mỹ từ ngay chỗ này mình sẽ vuốt một ngón tay từ trái qua phải để tìm Agnes Button cái này không phải mình vuốt đến khi nào nghe đọc là eloquence thì dừng lại Alex Button at Allison Button Ava Button Bruce Button eloquence Button eloquence các bạn nghe lại nha eloquence Button Bruce eloquence Button eloquence mình sẽ gõ hai lần bằng một ngón tay vô cái mục Eloquence này luôn. English, US, heading. Sau đó các bạn sẽ dùng một ngón tay để duyệt qua những cái giọng có sẵn trong bộ Eloquence này. Eddie. Actions available. Ví dụ như là giọng Eddie. Flow. Grandma. Grandpa. Read. Actions available. Thì ở đây á, các bạn có thể thử nhiều giọng khác nhau. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe một vài giọng ha. Ví dụ như là giọng grandma hay là grandpa vậy đó Cái giọng Samantha này mình nghe cũng chưa có quen lắm cho nên là không chắc là nghe rõ Grandpa Actions available À là grandpa Bây giờ mình sẽ chọn cái giọng này bằng cách gõ hai lần một ngón tay Selected Grandpa Đó đây chính là giọng grandpa gì đó Rồi mình có thể đổi giọng khác nè Grandpa Selected Selected. Flow. Tức là cứ vuốt trái phải bằng một ngón và gõ hai lần bằng một ngón để chọn và khi mình chọn thì nó sẽ đổi ngay lập tức cái kiểu hoạt động này thì không có gì lạ ha bạn nào dùng iPhone rồi thì cũng biết mà trên android cũng vậy thôi có nghĩa là mình chọn giọng nào là nó sẽ đọc luôn bằng giọng đó grammar grammar read actions available bây giờ mình sẽ chọn giọng read là cái giọng mà mình nghĩ là nhiều người thích nghe nhất Selected. Read. Đây chính là giọng read, là cái giọng mà ai đã dùng máy tính là sẽ biết khi mà cài phần mềm cho vô chưa chỉnh gì hết là nó đọc bằng giọng này. Rocco, Sandy, Shelley, actions available. Đó là một cái giọng có thể nói là giọng quốc dân ha. Đó chính là những chia sẻ của mình trong video hôm nay về bộ đọc eloquence là một bộ đọc hoàn toàn miễn phí và được cài sẵn với iOS 16 trở lên. Các bạn thấy video hay hữu ích thì tặng mình một lượt thích và chia sẻ cho nhiều người cùng tham khảo. Nhớ bấm đăng ký kênh và bật thông báo để cùng tìm hiểu các thủ thuật công nghệ dành cho người khiếm thị. Video được đăng vào 20 giờ thứ tư hàng tuần. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.